và lối sống kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người có một trong các khuyết điểm sau: bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối quan điểm của Đảng, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy trọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, vận động cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm, thiếu chính kiến, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nị dân, chuyên quyền độc đoán, không công bằng, không công minh trong đánh giá sử dụng cán bộ, trù dập người thẳng thắn đấu tranh phê bình, để nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc để xảy ra tham nhũng thất thoát, vụ việc tiêu cực lớn ở địa phương, cơ quan, đơn vị mà mình quản lý. Không chịu nghiên cứu học hỏi, bảo thủ trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm, ý thức kỷ luật kém, không chấp hành sự điều động phân công của tổ chức, uy tín thấp, kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc, bản thân hoặc vợ chồng con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính. Thằng cộng sản cuối cùng của nước Việt Nam. Tôi đang viết bài với đề tài thằng trọng xạo lắm, đến khi tôi có ý tưởng tôi tính sửa lại đề tài thì bài viết của tôi bị biến mất. Nhờ thế, tuy mất đi nhiều thì giờ, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui, không sao hết vì tôi thích đề tài này hơn. Từ hơn chục năm qua tôi dựa vào những lời nói của tên cầm đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi gọi là Lưu Trọng Thắng, như nhiều người khác đã gọi, nào là đến cuối thế kỷ này, không biết đã có chủ nghĩa xã hội có hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa, suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức. Lối sống dẫn tới tự diễn biến, tự chuyển hóa chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đánh tham nhũng khó lắm, như ta đánh ta. Đánh chuột đừng để vỡ bình, đánh tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Từ đó, tôi có thể khẳng định sự sụp đổ của chế độ Việt Cộng là điều tất yếu. Bấy lâu nay, Trọng cố chèo chống sự sụp đổ, nhưng tôi thấy không xong rồi khi nhìn thấy hàng trăm cán bộ cao cấp đang bị truy tố vì vụ chọt lỗ mũi dân bằng kit test giòm của Trung Cộng. Giá mua một kit test gần bằng $1 bán cho dân $26, sát hại 43.000 dân để thâu tóm 4.000 tỷ đồng, chi trả 800 tỷ bôi trơn cho cán bộ cộng sản khắp 63 tỉnh thành. Bằng khen thưởng cho công ty Việt Á lại do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký mới chết chứ. Ai cũng biết nhờ thế, giá kit test mới lên cao tới tận mây xanh. Nhưng ô hay, anh Trọng nhà ta vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, chưa bị bắt giam. Ai mà dám bắt thằng vua nhỉ? Một thằng khỉ độc ác man dợ như thế, e rằng chẳng ai dám đụng đến lông chân của hắn. Nhưng ở đây có nhiều chuyện kỳ lạ lắm, không nói được, mực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng. Quý vị thử nghĩ xem, nước Việt Nam ta có đang vận hành dựa theo nền tảng của chủ nghĩa cộng sản không? Lẽ dĩ nhiên là không rồi, nếu có thì chúng ta sẽ thấy một nền chính trị, một chế độ do bọn vô sản cầm quyền rồi, dựa theo nền tảng vô sản chuyên chính ấy. Trời ơi, thằng cán bộ cộng sản nào cũng giàu và rất giàu, gọi là giàu nứt vách. Chẳng có thằng cộng sản nào áo rách, thuộc đạng bần cố nông, quấn khăn rằn đi dép dâu, đội mũ cối, ngồi chồm hổm, bỏ áo ngoài quần như vào tháng 4 năm 1975 như chúng ta đã nhìn thấy. Lúc đó tôi nhớ Lê Duẩn bận đồ theo kiểu bần cố nông. Đã từng tuyên bố, rồi đây, chỉ vài năm sau, chúng ta sẽ vượt qua mặt Nhật Bản, mỗi gia đình đều có tủ lạnh, tivi và xe hơi. Lúc đó, tôi đã trưởng thành, trên 18 tuổi nên tôi nhớ hết á.
Nền tảng của một nền kinh tế chỉ huy, hợp tác xã công, nông trường tôi thấy cũng tiêu tan lâu lắm rồi mà. Chế độ tem phiếu cũng đâu còn. Tôi thấy đất nước của tôi chẳng dính dấp một tí gì với nền tảng của chủ nghĩa cộng sản hết á. Tuy nhiên chỉ còn dính với một cái tên gọi có lẽ là duy nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin lỗi, tôi đã sai, tôi chợt nhớ thêm, còn lá cờ Búa Liềm, còn cờ Phúc Kiến, và còn hình tượng Hồ Quang Hồ Chí Minh, và còn cái xác đang nằm ở Ba Đình. Coi như có 5 món còn sót lại, có dính dáng với chủ nghĩa cộng sản. Quên nữa, còn thiếu bản hiến pháp. Các anh cộng sản, trong khi các anh chỉ dính với cái tên Đảng Cộng sản Việt Nam mà tôi biết rõ. Các anh không còn dính một chút xíu gì với chủ nghĩa cộng sản hết nên chẳng thể gọi các anh cộng sản được. Nói thật với các anh, tôi cảm thấy ngượng nghịu lắm vì tôi biết tôi nói sai. Làm ơn thông cảm cho tôi nhé. Thôi thì các anh hãy giúp tôi và cũng giúp luôn các anh. Hãy đổi tên gì gì khác đi các anh, bất cứ tên gì khác. Các anh đặt tên là Đảng Láo đi. Tôi nghe thấy còn dễ thương và còn kính trọng hơn Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu các anh không chịu đổi tên, tôi thật khinh bỉ các anh. Tôi chỉ thẳng vào mặt các anh nói ngay, chúng mày là phường vô liêm sỉ. Toàn là lũ treo đầu dê bán thịt chó, mà tôi biết chắc chắn các anh không thể phản biện được vì tôi nói rất đúng. Các anh không còn theo nền tảng của chủ nghĩa cộng sản nữa. Thì các anh phải đổi tên đảng cho chính danh để thiên hạ gọi các anh cho đúng. Tôi rất ghét cái kiểu dở dở, ương ương, treo đầu dê bán thịt chó như thế này lắm. Bây giờ tôi viết tiếp cái thằng khỉ đầu đàn Trường Sơn, tôi đặt tên nó là Lú cho đơn giản. Tôi dựa theo lời của nó nói trong clip video mà tôi đính kèm để phản biện. Đạo đức và lối sống kiên quyết không để lọt vào ban chấp hành trung ương những người có một trong các khuyết điểm sau: bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối quan điểm của đảng, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, su nịnh, chạy trọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, vận động cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm, thiếu chính kiến, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nị dân, chuyên quyền độc đoán, không công bằng, không công minh trong đánh giá sử dụng cán bộ, trù dập người thẳng thắn đấu tranh phê bình, để nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc để xảy ra tham nhũng thất thoát, vụ việc tiêu cực lớn ở địa phương, cơ quan, đơn vị mà mình quản lý. Không chịu nghiên cứu học hỏi, bảo thủ trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm. Ý thức kỷ luật kém, không chấp hành sự điều động phân công của tổ chức, uy tín thấp, kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc. Bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính. Bản lĩnh chính trị không rõ ràng là như thế nào? Tôi mà hiểu tôi chết liền. Người ta dựa vào trình độ hiểu biết, thái độ, cách ăn nói. Cách đối đáp của một người làm chính trị như đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam để có thể đánh giá một con người qua sự nhận định chủ quan của mình như: thằng này không có bản lĩnh chính trị, hay bản lĩnh chính trị của nó ở trình độ thấp vì nó ăn nói lắp bắp cà lăm thiếu hiểu biết, hay thằng này nó có bản lĩnh chính trị ở trình độ cao vì nó ăn nói lưu loát thông minh quá. Tuy đó chỉ là ý kiến chủ quan, nhưng ít ra nó còn có lý do để mà phán xét hay nhận định cao hoặc thấp, còn có thể hiểu được. Đối với ba chữ không rõ ràng, tôi hiểu tôi chết liền. Bản lĩnh chính trị mà rõ ràng hay đen tối, sự thật tôi chẳng hiểu. Lũ à, mày sướng thật đấy. Mày cứ chụp mũ thằng đảng viên dưới quyền của mày rằng bản lĩnh chính trị của nó không rõ ràng là chết mẹ nó ngay. Coi như 5 triệu đảng viên Đảng Cộng sản đang ở trong bàn tay của mày. Lũ ơi,
Mày hay thật đấy, mày đúng là một thằng lưu manh, khôn liền liền. Lù ơi, chỉ một câu mày nói thôi, tao đã nhận ra bản chất lưu manh, man dợ của thằng khỉ Trường Sơn. Mày đang nắm quyền lực tối cao tổng bí thư, mày muốn kỷ luật ai thì kỷ luật, mày cứ chụp mũ bừa bãi thằng nào mà mày ghét, không cùng phe với mày, rồi mày kỷ luật nó, rồi mày đuổi ra khỏi đảng. Hoặc mày đẩy nó qua bên tòa án, kết tội nó, cho nó vào tù. Tất cả sinh mạng của 5 triệu đảng viên nằm trong lòng bàn tay của mày, bởi vậy tao mới nói mày là một thằng lưu manh. Kế đến, mày cảnh cáo những đảng viên không được tham vọng quyền lực và lời nói phải đi đôi với việc làm, nhưng ngược lại, mày lại là thằng tham nhũng quyền lực nhất thế giới. Này nhé, năm 2016, lúc đó Lú đã 72 tuổi vì sanh năm 1944. Dựa theo quy định về hưu cho cán bộ cộng sản vào khoảng 60 tuổi. Mượn lý do đặc biệt không có người thay thế, Lú mới xin và hứa hẹn chỉ làm thêm nửa nhiệm kỳ 2. Có nghĩa được tiếp tục làm thêm 2 năm rưỡi rồi sẽ giao quyền lực cho người kế nhiệm. Rốt cuộc Lú thất hứa làm tiếp thêm 2 năm rưỡi nữa, tổng cộng 10 năm. Xong đâu đấy? Lú đạp điều lệ đảng ở điều 17.1, đồng chí tổng bí thư giữ chức vụ tổng bí thư không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Có nghĩa, Lú sẽ làm chọn thêm nhiệm kỳ 3 nữa, tổng cộng 15 năm. Tôi chưa từng thấy thằng nào mà ham muốn quyền lực như Lú. Hiện nay, Lú đã 78 tuổi rồi, đi đứng run rẩy phải có người vịn. Nghe nói Lú còn phải mang tã nữa. Tôi coi việc tham nhũng quyền lực tội ác còn gấp 10, gấp 100 lần tội tham nhũng tiền bạc, vì quyền lực đẻ ra tiền bạc. Nó dạy dỗ cán bộ rằng nói phải đi đôi với việc làm. Nhưng lòng tham quyền lực của nó còn cao hơn núi. Kệ ai muốn chửi gì thì cứ chửi, 5 triệu đảng viên có chửi Lú chắc Lú cũng nhe răng khỉ ra mà cười sung sướng vì ngồi được ghế quyền lực cao nhất. Vị trí của một hoàng đế. Danh dự cái quái gì chẳng nghĩa lý gì với một thằng bịp bợm như Lú. Một thằng tham lam, bất tín, hứa cuội như Lú thì làm gì biết trọng danh dự. Tôi hiểu rất rõ về Lú. Nó là một thằng cộng sản giáo điều cuồng các Marx, cuồng Lenin và cuồng Hồ Chí Minh. Chẳng ai biết nó qua bên Nga nó học cái gì. Mà đi về nước gặp ai nó cũng khoe nó đậu được bằng tiến sĩ ngành xây dựng đảng. Tương đương với tiến sĩ cầu lông và tiến sĩ cờ vua. Vì thế, tôi mới nghĩ ra cái tựa đề thằng cộng sản cuối cùng của nước Việt Nam.